Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng yếu với nền nhiệt cao nhất là từ 28 cho đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày mai 30 tháng 11, ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở khu vực này đã đạt đỉnh năm và tiếp tục xuống chậm. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,13m, tại trạm Tân Hưng là 1,71m, riêng trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,91m. Ở trạm Khương Điền B là 2m và 1,54m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, mực nước lên theo kỳ triều cường cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong thời gian từ 0 đến 3 giờ và 10 đến 12 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, dự báo mực nước ngày mai là 1,36m và 1,35 là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 0 cho đến 3 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại ở phía Bắc, rãnh áp thấp xích đạo có cường độ ổn định, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, trời nhiều mây, đêm nay có mưa dông vài nơi, ngày mai trời nắng yếu, chiều đến tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 23 cho đến 25 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 31 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, đêm nay khu vực này cũng có mưa dông vài nơi, ngày mai trời nắng yếu, đến chiều tối mai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông quý vị cũng nên đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này là từ 24 đến 26 độ và cao nhất là từ 28 cho đến 30 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.